Chào cô chú và anh chị, hôm nay em lên sóng một con lò vi sóng sáp dòng HiOSO, model của nó là AXBX1000 của chú anh chị. Thì cái dòng này là dòng siêu VIP ha, nó xài màn hình cảm ứng hết ha, nó đang hoạt động với cô chú ha. Đó, thì cái dòng này sử dụng công nghệ inverter và có hơi nước bù ẩm luôn. Đó, thì em quay chi tiết con lò vi sóng này, nếu cô chú mua thì inbox cho em ha, lên kênh em inbox ha. Thì AXXB1000R ha, dash của nó là 2014 ha, hình thức nội dung bên ngoài đây, em quay chi tiết cho cô chú coi nha, cái lò còn khá là đẹp đó. Nếu mà cô chú mua thì em để giá tốt và hậu mãi bảo hành cho cô chú ha, từ 1 đến 3 tháng nếu cô chú mua tại shop. Thì hàng của shop thì tiễn lựa, cô chú cứ an tâm ha, shop tại Thủ Đức và quận 7, nếu cô chú ở gần chi nhánh nào thì bên em sẽ cung cấp cho cô chú ha, và bao ship trong vòng 2 tiếng đồng hồ nếu mà cô chú ở nội thành ha cô chú ha. Hả? Đó, cô chú coi ha, nè, nó rất là nhanh sôi ha, có hơi nước bù ẩm luôn, hình thức bên trong còn khá là đẹp luôn. Đó, cô chú thấy còn hầu như y như mới luôn, ở ngoài thì nó hơi chày, đó, ở ngoài nó hơi chày vỏ thôi ha. Thì có khay đầy đủ hết ha, mặt trước có khay đầy đủ hết, thì tất cả nó sử dụng là nói chung là sử dụng cảm ứng hết, nè, cô chú thấy cảm ứng ha, đó, chọn nhiệt độ nè. Này là đang ở chế độ 70 độ C ha. Đó. Này xoay chương trình ha. Đó. Cái này nướng một mặt hai mặt ha cô chú ha. Đó. Chế độ này nướng mặc định nhiệt độ chúng ta ha. Tất cả đều là nó có cảm ứng hết ha cô chú ha. Dòng này dòng VIP HiOSO rất là bền của chú, sáp thì những cái công nghệ của lò vi sóng thì rất là bền ha. Đó, nếu cô chú mua thì cứ inbox cho em bán, em bảo hành đầy đủ cho cô chú luôn, hàng tiễn lựa tại shop ha cô chú ha. Đó, tiễn lựa tại shop hết. Đó, vi sóng rất là nhanh đây, vi sóng đây 1000W ha, nhắn ta nó sẽ chạy ha. Đó, đang chạy, lò chạy rất là êm cô chú ha. Nè, nước nó sôi rồi. Cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi, nếu mà cô chú mua thì cứ inbox cho em ha, theo số điện thoại 0909106234. Về có khay đầy đủ luôn ha, cô chú mua là có cung cấp khay đầy đủ luôn.